Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hình ảnh của những lá cờ của chúng ta suốt từ các triều đại phong kiến cho đến ngày nay. Đầu tiên là Hoàng Kỳ Triều Trưng Vương từ năm 40 đến năm 43. Theo sử sách ghi lại, dưới thời trị vì của các vị vua Hùng cũng như của An Dương Vương, đất nước chưa có chính thức tấm hoàng kỳ nào. Có thể nói tấm hoàng kỳ dưới đây của Hai Bà Trưng là hoàng kỳ đầu tiên của dân tộc ta. Hai Bà Trưng đã lấy hoàng kỳ này làm biểu tượng cho đại quân của mình đứng lên chống lại quân xâm lược nhà Hán và lấy lại quyền tự chủ cho đất giao chỉ. Thứ hai là cờ triều nhà Ngô từ năm 939 đến năm 965. Sau khi Hai Bà Trưng thất bại trước quân Hán và một lần nữa bị đô hộ, rồi việc nhà Tiền Lý lên nắm quyền cai trị, sau đó là nội chiến giữa họ Dương, đứng đầu là Dương Đình Nghệ, và họ Kiều, đứng đầu là Kiều Công Tiễn, thì nước ta không có lá hoàng kỳ nào đại diện cho đất nước. Chỉ đến khi Ngô Quyền là con rể của Dương Đình Nghệ đã đánh thành Đại La, giết chết Kiều Công Tiễn để trả thù cho bố vợ và đánh đuổi giặc ngoại xâm nhà Hán, tạo nên triều đại có quyền tự chủ, thì một lần nữa hoàng kỳ lại xuất hiện dưới thời nhà Ngô. Thứ ba là cờ triều Đinh từ năm 968 đến năm 980. Sau khi Ngô Vương mất, đất nước rơi vào cảnh loạn 12 sứ quân. Lúc này Đinh Bộ Lĩnh đã đứng lên dẹp loạn và thống nhất đất nước, lấy quốc hiệu là Đại Cổ Việt, xưng hiệu là Đinh Tiên Hoàng. Tiếp theo là cờ triều Tiền Lê từ năm 980 đến năm 1009. Nhà Tiền Lê là triều đại tiếp theo nối tiếp nhà Đinh sau khi Đinh Tiên Hoàng qua đời. Quốc hiệu vẫn là Đại Cổ Việt nhưng đã thay đổi hoàng kỳ. Đây là cờ triều Lý từ năm 1010 đến năm 1225. Cờ triều Trần từ năm 1225 đến năm 1400. Cờ triều Hậu Lê từ năm 1427 đến năm 1789. Cờ Chúa Trịnh từ năm 1540 đến năm 1788. Cờ Chúa Nguyễn từ năm 1569 đến năm 1776. Cờ quân Tây Sơn. Khi đất nước bị chia cắt bởi giao tranh giữa đàng ngoài do vua Lê Chúa Trịnh làm chủ và đàng trong là Chúa Nguyễn, thì Quang Trung đã lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đứng lên khởi nghĩa. Anh hùng áo vải Quang Trung xuất thân từ nông dân nên đã lấy cờ nền đỏ viền vàng. Những cuộc khởi nghĩa nông dân thường lấy sắc cờ đỏ, tím, nâu từ những trang phục thường ngày. Tiếp theo là cờ triều đại Tây Sơn. Sau khi đăng quang hoàng đế năm 1788, Quang Trung đã đặt thêm ngôi sao vàng trên nền cờ gọi là Quang Trung Đế Kỳ. Trong ý niệm của người Á Đông, ngôi sao là một khối cầu với những cánh nhọn. Tiếp theo là cờ triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1885. Sau khi Quang Trung mất, Nguyễn Ánh đã đánh bại quân Tây Sơn và thống nhất toàn bộ lãnh thổ, lấy tên nước là Việt Nam, đổi quốc kỳ sang lá cờ Long Tinh Kỳ như ở trên. Đại Nam Đế Kỳ từ năm 1885 đến năm 1890. Ngay sau khi kiểm soát được nội trị Việt Nam, thực dân Pháp đã gây sức ép và buộc vua Đồng Khánh lúc đó đăng quang năm 1885 phải đổi hoàng kỳ. Lá cờ Long Tinh Kỳ trước đây đã bị phế bỏ vì nó đã được vua Hàm Nghi sử dụng làm biểu tượng của phong trào Cần Vương kháng Pháp. Lá cờ mới có tên Đại Nam Đế Kỳ với nền vàng và hai chữ Đại Nam màu đỏ nằm ngược chiều nhau. Cờ Đại Nam Quốc Kỳ từ năm 1890 đến năm 1920. Sau khi kế nhiệm vua Đồng Khánh năm 1889, vua Thành Thái ra sức ủng hộ các phong trào chấn hưng đất nước như phong trào Minh Tân, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, v.v. Vị hoàng đế có xu hướng cải cách này đã xóa bỏ lá cờ Đại Nam Đế Kỳ cũ thay bằng lá cờ Đại Nam Quốc Kỳ với nền vàng ba sọc đỏ. Lá cờ này được xem như thủy tổ của quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa nhưng màu đỏ nhạt hơn và kích cỡ ba sọc đỏ rộng hơn. Cờ Long Tinh Kỳ từ năm 1920 đến tháng 3 năm 1945. Năm 1920, vua Khải Định đã thay cờ vàng ba sọc đỏ của vua Thành Thái để xoa dịu mâu thuẫn với chính phủ Pháp. Lá cờ vẫn sử dụng nền vàng, giải màu đỏ ở giữa có kích cỡ bằng 1/2 nền vàng Long Tinh Đế Kỳ từ ngày 11 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 8 năm 1945. Hoàng quân Nhật đảo chính, gạt mọi ảnh hưởng của Pháp lên Đông Dương và tuyên bố trao trả quyền tự do cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại đã đọc chiếu chỉ công bố nền độc lập của nước Việt Nam, quốc hiệu là Việt Nam Đế Quốc,
và sử dụng lá cờ Long Tinh Đế Kỳ, cờ Quẻ Ly. Từ ngày 17 tháng 4 năm 1945 cho đến ngày 30 tháng 8 năm 1945, ngày 17 tháng 4 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại đã ủy thác cho Ngài Trần Trọng Kim thành lập nội các và trở thành thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Quốc kỳ mới là lá cờ có hình quẻ ly, tiếp theo là cờ Nam Kỳ Cộng Hòa. Từ năm 1946 đến năm 1948, sau khi quân đội đế quốc Nhật Bản đầu hàng lực lượng đồng minh, lãnh thổ Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở xuống được tiếp quản bởi quân đội Liên Hiệp Anh. Sau đó Anh đã nhượng lại quyền kiểm soát cho Pháp. Chính quyền Pháp đã ra sức cổ suý cho một phong trào gọi là Nam Kỳ Tự Trị. Ngày 26 tháng 3 năm 1946, Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc đã được thành lập. Từ ngày 1 tháng 6, quốc gia này dùng quốc kỳ nền vàng với 3 sọc xanh, chen giữa là 2 sọc trắng vắt ngang. Hình dạng lá cờ có ý nghĩa biểu trưng cho 3 con sông Đồng Nai, Tiền Giang và Hậu Giang trên đất Nam Kỳ. Lá cờ này chỉ tồn tại được 2 năm do chính quyền Nam Kỳ Quốc giải thể và sát nhập vào quốc gia Việt Nam do Quốc trưởng Bảo Đại đứng đầu ngày 2 tháng 6 năm 1948. Cờ Việt Nam Cộng Hòa tồn tại từ năm 1949 đến năm 1975. Vào ngày 2 tháng 6 năm 1948, chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ sau này tiếp tục là quốc kỳ dưới thời quốc gia Việt Nam từ năm 1949 đến năm 1955 và sau đó là quốc kỳ cho thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến năm 1975. Nhiều nguồn cho rằng lá cờ này là do họa sĩ Lê Văn Đệ vẽ và trình cho vua Bảo Đại chọn trong một phiên họp ở Hồng Kông năm 1947 với ý nghĩa màu vàng và màu đỏ của lá cờ vì người Việt Nam là da vàng máu đỏ và ba sọc tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Cờ có nền vàng với ba sọc đỏ và hai sọc vàng chen nhau nằm ở giữa tượng trưng cho quẻ càn trong bát quái. Màu vàng thuộc hành thổ và ở vị trí trung ương thể hiện cho chủ quyền quốc gia. Màu đỏ thuộc hành hỏa và chỉ phương nam. Bề ngang của mỗi sọc đỏ và vàng ngang bằng nhau và bề ngang chung của năm sọc bằng 1/3 bề ngang chung của lá cờ. Cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam từ năm 1969 đến năm 1976. Khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 1960 với thành phần chủ chốt là lực lượng Việt Minh hoạt động ở miền Nam Việt Nam với mục tiêu đấu tranh chính trị và vũ trang chống Mỹ và tiến tới thống nhất đất nước, đã sử dụng hiệu kỳ cờ có nền gồm nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh, ở giữa là sao vàng. Khi chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập năm 1969 để đối trọng với chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiệu kỳ này đã được dùng làm quốc kỳ cho Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nó được sử dụng đến khi sát nhập hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng là lá cờ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tồn tại từ năm 1976 cho đến nay. Quốc kỳ Việt Nam hiện nay được công nhận chính thức từ năm 1976 là lá cờ đại diện cho nước Việt Nam thống nhất. Lá cờ có hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ và có ngôi sao vàng ở giữa năm cánh. Ý nghĩa là nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết.